Chào tất cả các quý vị. Ở video này tôi làm cái báo giá bán buôn cửa cuốn cho anh Hùng ở tại là Hoài Đức, Hà Nội. Thì cái thông số kích thước anh có gửi cho tôi như sau. Thứ nhất là chiều rộng phổ bì bụng thứ nhất là 3.000, thì rộng phổ bì chúng ta cộng thêm 120 thì thành 3120, vì mỗi bên danh của nó là 60. Cộng nọt sáng là ba rộng nọt sáng 3.000 thì rộng phổ bì thành 3120 đấy. Chiều cao nọt sáng anh có cung cấp là cao nọt sáng 3.000 thì cao phổ bì sẽ thành 3.500. Và làm không không bộ thứ hai là rộng nọt sáng là 4.000, như vậy rộng phổ bì sẽ thành 4120, cao nọt sáng cũng là 3.000 thì như vậy cao phục vì sẽ thành 3.500. Đấy, đơn giá bán buôn là 350.000 đồng một mét vuông, đã bao gồm đầy đủ dây giá khóa và vận chuyển, miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, chưa bao gồm nhân công lắp đặt hay là người đi đo đạc. Tức là đo đạc là các vị mua tự đo, thưa trường này anh Hùng anh tự đo, anh gửi cho tôi kích thước là kích thước rộng nọt sáng và cao nọt sáng. Trong trường hợp các vị tính được rộng phổ bì, cao phổ bì thì có thể gửi thẳng luôn. Đấy, thì cái đơn giá nó chưa bao gồm người đi đo hay là người đi lắp đặt thì là như vậy. Trong quá trình là chia sẻ như này, thì nếu mà có ai cần hỏi thêm gì thì cứ để lại bình luận bên dưới, hoặc các vị muốn xem màu cửa cuốn hay là mẫu các loại cửa cuốn tấm liền kéo tay thì có thể kích vào đường link website tôi có để ở bên dưới. Đấy, trong quá trình làm ai có hỏi thêm gì thì cứ để lại bình luận bên dưới. Đấy, thì là đơn giá là như vậy. Còn đối với ở các cái tỉnh khác ấy, thì các vị chúng tôi áp dụng đơn giá như thế này và gửi ra bến xe cho các quý vị, thì các vị về tự lắp. Trong trường hợp lắp đặt ở tại Hà Nội thì đơn giá nếu mà thêm vào nhân công lắp đặt vào thì nó sẽ vào khoảng độ là 500.000 đến 700.000 đồng một mét vuông, nó tùy loại. Đấy, video này tôi kết thúc ở đây. Cảm ơn các vị đã xem và hẹn gặp lại các quý vị ở video mới ạ.